con ếch đột biến này là lời cảnh tỉnh đến toàn nhân loại. Với lớp da trong suốt, bạn hoàn toàn có thể nhìn rõ nội tạng hoặc cả nhịp đập con tim của những chú ếch này. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện và cất giữ khoảng 60 cá thể ếch bị đột biến tại một thị trấn trong khu vực trung tâm Tyumen của Nga. Được biết, với những sinh vật này đột biến với lớp da trong suốt, có thể nhìn thấu được nội tạng, xương, thậm chí cả nhịp đập của con tim chúng. Ngoài việc sở hữu lớp da trong suốt, có thể nhìn thấu nội tạng, một số cá thể khác lại bị đột biến dạng khác, khi có thêm một ngón chân ở mỗi chi hoặc có điểm bất thường trên vai. Đứng đầu nghiên cứu, ông Vladimir Vrsinin thuộc Viện Khoa học Tự nhiên Liên bang của Đại học quận Uran cho biết, những con ếch trong suốt này mang trên mình các nhiễm sắc thể bị lỗi. Ông chia sẻ, đôi mắt của chúng hoàn toàn màu đen và các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể chúng có thể được nhìn thấu từ bên ngoài một cách dễ dàng. Chú ý một chút, bạn còn có thể nhìn thấy nhịp đập trái tim của chúng nữa. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của hiện tượng này là tình trạng ô nhiễm nặng nề ở các nguồn nước nơi mà loài lưỡng cư này trú ngụ. Vladimir Vrsinin nói thêm, chúng tôi đã thực hiện các nghiên cứu để đo lường sự ô nhiễm ở khu vực này. Do trứng ếch không có màng riêng bảo vệ nên chúng rất dễ bị xâm nhập bởi những ký sinh trùng lạ. Theo ông, các hóa chất độc hại có thể đã bị rò rỉ ra ngoài môi trường, ngâm xuống đất hay trôi theo các dòng sông nơi đây, và đó là nguyên nhân khiến các loài lưỡng cư trở nên bị đột biến. Rất có thể những đột biến này xuất hiện tại ấu trùng, ký sinh trùng xâm nhập vào những con nòng nọc và dần phát triển thành ếch con. Giới khoa học cho biết, với tình trạng gây ô nhiễm môi trường như hiện nay, rất có thể còn nhiều loài sinh vật, không chỉ là ếch này trở nên đột biến và đáng sợ hơn trước. Bởi vậy, chúng ta cần nghiêm túc bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngay từ bây giờ. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm bản tin của chúng tôi. Mời bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.